sau quyết định táo bạo của Nga về việc tăng quy mô quân nhân thường trực. Nhiều bình luận cho rằng đây là hành động chiến lược nhằm phản ứng lại các động thái gây hấn từ phương Tây. Trong khi đó tại chiến trường, nhằm tăng cường xuyên phá phòng tuyến Ukraine, quân đội Nga đã lần đầu tiên triển khai thiết bị chuyên chở UAV để vận chuyển các máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất FPV tấn công vào sâu trong phòng tuyến Ukraine Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, trả lời về đề xuất thành lập liên minh quân sự gồm các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực. Bộ ngoại giao nước này cho hay, còn quá sớm để bàn về việc xây dựng mô hình giống NATO ở khu vực này. Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, theo dữ liệu từ một tổ chức phi lợi nhận cho thấy, đa số nhân viên của tỷ phú Elon Musk quyên góp ủng hộ cho phó tổng thống Kamala Harris. Còn tại Trung Đông, cơ quan an ninh Israel thông báo bắt giữ một công dân của nước này vì nghi ngờ tham gia âm mưu ám sát những người quan trọng, trong đó có thủ tướng. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết giới truyền thông phương Tây đang xôn xao thảo luận về sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký về việc thiết lập trình độ biên chế của lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12. Theo sắc lệnh, quân số biên chế mới của lực lượng vũ trang Nga là 2.389.130 người, trong đó có 1.500.000 quân nhân, tức là quân đội Nga sẽ tăng thêm 180.000 người so với đợt mở rộng lần trước của lực lượng vũ trang Nga vào tháng 12 năm 2023 trong một bình luận về việc tăng quân thường trực người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov cho rằng điều này là do số lượng các mối đe dọa tồn tại dọc theo biên giới của liên bang nga bên cạnh đó do môi trường cực kỳ thù địch ở biên giới phía tây và tình trạng bất ổn ở biên giới phía đông của liên bang nga xuất phát từ những nguyên nhân nêu trên người phát ngôn điện kremlin cho rằng điều này đòi hỏi moscow phải có các biện pháp thích hợp những nhà quan sát ngay lập tức nhận thấy trong xác lệnh của ông putin vừa là một cử chỉ đe dọa đối với phương tây trong bối cảnh một cuộc thảo luận kéo dài về khả năng tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây vào sâu trong nước Nga, vừa là nhu cầu cấp thiết phải thực hiện bù đắp cho những tổn thất nhiều triệu đô la ở Ukraine và xác nhận 100% kế hoạch của ông Putin nhằm tiếp quản châu Âu. Trên thực tế, không có gì sai trái khi một số người đứng đầu trong các cơ quan chính trị và quân sự cấp cao ở phương Tây đang nghĩ về những rủi ro và hậu quả nghiêm trọng có thể phát sinh đối với họ trong trường hợp NATO trực tiếp can thiệp quân sự vào lãnh thổ Ukraine trước sự thất bại quân sự không thể tránh khỏi của chế độ Kiev. Đồng thời cũng sẽ làm giảm sự lạc quan của họ về việc ngăn chặn Nga. Cần lưu ý rằng, trước đó vào ngày 1 tháng 12 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng họ có kế hoạch tăng dần số lượng quân nhân của lực lượng vũ trang vì những công dân bày tỏ mong muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng. Cả lúc đó và hiện tại, không có kế hoạch tăng cường bắt buộc công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và việc huy động cũng không được dự kiến và điều này không có lựa chọn nào khác. Theo đó, quyết định của ông Putin thể hiện giai đoạn kế hoạch tiếp theo trong quá trình phát triển lực lượng vũ trang Nga. Theo các chuyên gia, quy mô mới của quân đội Nga trên thực tế chỉ đang tiệm cận con số cần thiết tối thiểu để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự hiện có. Nói cách khác, theo nhận định của hãng thông tấn RIA, việc tăng thêm sức mạnh và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga không chỉ là phản ứng thích đáng trước các hoạt động gây hấn của khối NATO, mà còn là một biện pháp rất cần thiết. lần đầu tiên Nga được ghi nhận triển khai thiết bị chuyên chở UAV để vận chuyển các máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất, FPV, tấn công vào sâu trong phòng tuyến Ukraine. Blogger quân sự Nga Iri Podolyaka dẫn lời các nhân chứng thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ghi nhận hoạt động triển khai này, đánh dấu diễn biến mới có ý nghĩa quan trọng trong chiến thuật tác chiến UAV của Nga. Theo các nguồn tin của Ukraine, quân đội Nga đã tấn công một đơn vị của nước này bằng các UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất được phóng từ một UAV mẹ, có thể tái sử dụng vào sau phòng tuyến khoảng 40 km. UAV mẹ thực hiện nhiệm vụ trinh sát trực quan, đóng vai trò như một bộ tiếp âm cho các tín hiệu điều khiển và liên lạc video, đồng thời là một hệ thống triển khai các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV. Nó cho phép liên lạc thông suốt với các UAV tấn công bằng cách hoạt động như một trạm chuyển tiếp trên không, ngay cả ở những khu vực mà các hệ thống tác chiến điện tử trong chiến hào của Ukraine thường gây nhiễu hoặc can thiệp vào các hoạt động như vậy. Truyền thông Nga cũng xác nhận rằng, thiết bị chuyên chở UAV đã thực hiện một số chức năng quan trọng. Ngoài việc đưa UAV đến địa điểm tấn công, nó còn tiến hành trinh sát trực quan và hoạt động như một bộ tiếp âm cho các tín hiệu điều khiển và liên lạc video. Điều này cho phép những người vận hành ở xa khu vực tấn công vẫn có thể kiểm soát được. UAV mẹ bay gần chiến trường hơn, có thể tự định vị để duy trì kết nối ổn định với các FPV, đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả kể cả trong những tình huống phức tạp. Điều này cho phép các FPV tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương, khắc phục những hạn chế về tầm hoạt động ngắn và đường liên lạc không đáng tin cậy trong các đợt tấn công ở độ cao thấp. UAV mẹ cũng có thể cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của các FPV bằng cách đóng vai trò như một hệ thống phân phối và nút liên kết dữ liệu. Nhà phân tích quốc phòng Vigender Thakur cho biết, khái niệm phương tiện chuyên trở UAV đại diện cho sự phát triển đáng kể trong công nghệ tác chiến UAV bằng cách hoạt động như một phương tiện chuyên trở và chạm chuyển tiếp. UAV mẹ có thể tăng đáng kể phạm vi hiệu quả của các FPV. Nga đã thúc đẩy phát triển công nghệ UAV mẹ, nhưng mẫu cụ thể được sử dụng trong cuộc tấn công gần đây vẫn chưa được tiết lộ. Hồi tháng 10 năm 2023, đã có các bài báo về việc Sviast Spetsachita của Nga quảng bá phương tiện chuyên chở UAV. Admiral VTOL cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, có thể vận chuyển hai FPV trên quãng đường lên tới 400 km. Máy bay không người lái Admiral được thiết kế để có thể bay liên tục trong 4 tiếng và tốc độ hành trình đạt 120 km một giờ. Tải trọng của nó là 10 kg và có thể mang theo 2 UAV Fighter 7 với mỗi chiếc có thể mang tải trọng 2 kg và hoạt động trong phạm vi 6,5 km. Các phiên bản tương lai của Admiral dự kiến sẽ mang theo tối đa 4 FPV, mở rộng khả năng tấn công của nó. Gần đây, công ty LLC SPC Burkert của Nga thông báo phát triển UAV mẹ Buria 20 được thiết kế để phóng các FPV và được cho là đã bắt đầu sản xuất mẫu mới này ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, bước nhảy vào trong công nghệ tác chiến UAV đi cùng với chi phí cao. Chẳng hạn, UAV Emiro có chi phí lên tới 7,2 triệu rúp, tức khoảng 74.000 đô la Mỹ, biến nó trở thành một công cụ đắt đỏ hơn nhiều so với các UAV truyền thống. Chi phí này có thể hạn chế việc triển khai những hệ thống như vậy trên quy mô lớn. Mặc dù khái niệm UAV mẹ mang đến những lợi ích chiến thuật đáng kể, nhưng việc triển khai nó có thể gặp phải những trở ngại về tài chính. Điều đó có thể ảnh hưởng đến tính ứng dụng rộng rãi của nền tảng tiên tiến này. Theo Defense Blog, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng pháo phòng không tự hành Gepard để đánh chặn UAV cảm tử của Nga ở vùng Odessa. Trong đoạn video, khẩu pháo tự động 35mm của Gepard đã nhanh chóng bắn hạ UAV của đối thủ ngay khi mục tiêu xuất hiện trên bầu trời, UAV của Nga sau đó rơi xuống đất và bốc cháy dữ dội. Trong vài tháng trở lại đây, Đức đã gửi thêm cho Ukraine 52 hệ thống phòng không Gepard. Ngoài ra, Kiev cũng nhận thêm 60 pháo phòng không Cheta PRTL, phiên bản Hà Lan của Gepard, từ đầu năm nay. Tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard do công ty Kraus Maffei Wegmann KMVK phát triển trong thập niên 1960 và đưa vào biên chế quân đội từ năm 1973. Vai trò của Gepard là bảo vệ các đơn vị chiến đấu, quân đội và các cơ sở quan trọng trước các cuộc tấn công trên không. Ngoài ra Gepard có thể thực hiện nhiệm vụ loại bỏ máy bay và máy bay không người lái, được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1. Gepard sử dụng động cơ DIESEL công suất 830 mã lực cho phép xe di chuyển với vận tốc 65 km/h, phạm vi hành trình tối đa là 550 km. Hỏa lực được trang bị cho tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard là hai pháo tự động Oerlikon GDF 35mm có tốc độ bắn 550 phát một phút, mỗi khẩu có 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống tăng, cùng hai cụm 4 ống phóng lựu đạn khói 76mm. Gepard nổi tiếng với khả năng bắn hạ các UAV cảm tử Shahed 131 và 136 của Iran. Glenn Grant, một chuyên gia quốc phòng cấp cao tại Quỹ An ninh Baltic, đã gọi pháo tầm ngắn Gepard là loại pháo đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, ông này lưu ý rằng đây là vũ khí cấp chiến thuật, chứ không phải chiến lược, nghĩa là chúng phải đi kèm với lính bộ và được sử dụng đúng chỗ để tránh tình trạng bắn mục tiêu ngoài tầm với. Tiến sĩ Michael Knight của Quỹ Washington trước đó nói với tờ Newsweek rằng đối với Ukraine và NATO, pháo phòng không Gepard rẻ hơn nhiều so với tên lửa đánh chặn. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, còn quá sớm để bàn về việc xây dựng mô hình liên minh quân sự giống NATO ở châu Á. Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba kêu gọi Washington thành lập liên minh quân sự ở châu Á. Ông Ishiba cũng cho rằng đã đến lúc hợp nhất các nhóm liên minh của Mỹ trong khu vực theo mô hình của NATO. Bộ trưởng Ishiba hiện là ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong bối cảnh Đảng Dân Chủ Tự do Cầm Quyền LDP sắp bầu chủ tịch mới. Phát biểu về đề xuất của ông Ishiba, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Grittenbrick cho rằng còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này. Còn một quan chức Mỹ giấu tên khác nói với Nikkei, mô hình NATO ở châu Á không phải là điều Mỹ muốn thúc đẩy trong khu vực. Theo nguồn tin của Nikkei, Mỹ không muốn xây dựng khối quân sự ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thay vào đó, Washington dành nhiều năm để phát triển mạng lưới quan hệ đối tác và các thỏa thuận an ninh đa phương trong khu vực. Hiệp ước an ninh AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ hay đối thoại an ninh bốn bên giữa Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đều là ví dụ điển hình cho các mạng lưới đối tác an ninh. Tuy nhiên, Trung Quốc lại xem mạng lưới này là bước chuẩn bị để Washington xây dựng khối quân sự ở châu Á. Việc NATO tăng cường hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand cũng bị Trung Quốc lên án. Vào tháng 7, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, Lâm Kiếm, từng kêu gọi các nhà lãnh đạo của các hiệp ước an ninh trên ngừng tạo ra căng thẳng, gieo rắc tâm lý chiến tranh lạnh và kích động đối đầu giữa các khối ở châu Á Thái Bình Dương. Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đều chỉ trích các hiệp ước quốc phòng mà Mỹ duy trì với Hàn Quốc và Nhật Bản. Các cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tăng về quy mô và tần suất. Đề xuất của Bộ trưởng Ishiba cũng bị dư luận Nhật Bản phản đối. Ngay cả trong nội bộ đảng, không phải thành viên nào cũng ủng hộ ý tưởng của ông Ishiba, mặc dù Thủ tướng Kishida có chủ trương tăng cường hợp tác với NATO. Theo Open Security, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Mỹ và dữ liệu vận động hành lang. Đa số nhân viên tại các tập đoàn Tesla, SpaceX và X đã quyên góp cho ứng cử viên đảng Dân Chủ. Cụ thể, nhân viên tại Tesla đã đóng góp 42.824 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, cao hơn so với mức 28.840 đô la Mỹ cho chiến dịch của ông Donald Trump. Nhân viên tại tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX đã quyên góp 34.526 đô la Mỹ cho bà Harris so với 7.652 đô la Mỹ cho ông Trump. Trong khi đó, nhân viên của mạng xã hội X đã ủng hộ 13.213 đô la Mỹ cho bà Harris so với con số chưa đến 500 đô la Mỹ cho ứng cử viên Donald Trump. Mặc dù các con số này tương đối nhỏ so với việc gây quỹ cho chiến dịch, nhưng phản ánh khuynh hướng chính trị trái ngược với chính tỷ phú Elon Musk. Trước đó, Người giàu nhất thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trên mạng xã hội X. Tạp chí Wall Street Journal dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, tỷ phú Elon Musk cam kết đóng góp khoảng 45 triệu đô la Mỹ một tháng cho American PAC, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ứng cử viên Donald Trump. Ông Musk đã từng ủng hộ tổng thống Joe Biden vào năm 2020, nhưng đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Cựu tổng thống Donald Trump đã tuyên bố nếu thắng cử ông sẽ bổ nhiệm doanh nhân Elon Musk làm người đứng đầu một ủy ban hiệu quả của chính phủ. Và gần đây nhất, khi Tổng thống Joe Biden khẳng định bà Kamala Harris đã thể hiện tốt hơn ông Trump tại phiên tranh luận, thì tỷ phú Elon Musk cho rằng bà Harris chỉ đang nói những lời hay ho. Theo RT, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chúc mừng bà Kamala Harris về màn thể hiện ấn tượng trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Donald Trump. Trong cuộc tranh luận trên đài ABC News, bà Harris đã tập trung vào những thành tựu của chính quyền đương nhiệm trong việc chống lạm phát, đồng thời đề xuất về nhiều chính sách kinh tế nếu thắng cử. Ở chiều ngược lại, tỷ phú Elon Musk lại cho rằng bà Harris mới chỉ đang dừng ở các tuyên bố và nhấn mạnh rằng ông Trump sẽ là người có những hành động thực tế hơn. Tỷ phú Mỹ nhấn mạnh ông Donald Trump là người ủng hộ một ủy ban kiểm toán chính phủ nhằm cắt giảm những chi tiêu công lãng phí, còn bà Harris thì không. Ông Elon Musk cho rằng nước Mỹ cần những cải cách về bộ máy chính phủ để có thể thực hiện những điều tuyệt vời. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia đang bị chia rẽ trên toàn cầu thỏa hiệp để thông qua Hiệp ước Tương lai, một kế hoạch nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu. Trang web chính thức của Liên hợp quốc đã đăng tải nội dung cuộc họp báo ngày 18 tháng 9 của ông Guterres, trong đó ông nhấn mạnh các cuộc thảo luận về Hiệp ước Tương lai đã đến giai đoạn quyết định và việc không đạt được đồng thuận giữa 193 quốc gia thành viên sẽ là một bi kịch. Bản dự thảo hiệp ước tương lai dài 30 trang hiện đang trong lần sửa đổi thứ tư đã trải qua nhiều tháng thảo luận. Ông Guterres đã đối mặt với những câu hỏi về tầm nhìn của hiệp định này và sự khác biệt so với các văn kiện của Liên Hợp Quốc được thông qua trong những năm gần đây nhưng chưa được thực hiện. Ông trả lời một cách dứt khoát rằng tất cả những tuyên bố quan trọng trước đây đều nói về những gì cần thiết để đối mặt với các thách thức của thế kỷ 21. Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh tương lai bàn về việc thực hiện những thách thức đó, yêu cầu cải cách các tổ chức toàn cầu. Theo tổng thư ký, có một vấn đề nghiêm trọng về quản trị trong mọi lĩnh vực từ khí hậu đến trí tuệ nhân tạo AI. Dự thảo hiệp ước tương lai cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo đang tập trung tại Liên hợp quốc trong thời điểm chuyển mình sâu sắc toàn cầu và cảnh giác về những rủi ro thảm họa và tồn tại gia tăng có thể đẩy nhân loại vào một tương lai đầy khủng hoảng. Bản dự thảo đưa ra 51 hành động nhằm giải quyết các vấn đề như xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu, đạt được bình đẳng giới, thúc đẩy hòa bình và bảo vệ dân thường cũng như làm mới hệ thống đa phương để tận dụng cơ hội hiện tại và tương lai. Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh những bước đột phá tiềm năng trong hiệp định bao gồm ngôn ngữ mạnh mẽ nhất về cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong một thế hệ cùng với những bước đi cụ thể nhất để mở rộng cơ quan quyền lực 15 thành viên này kể từ năm 1963. Ông cũng đề cập các biện pháp đầu tiên để quản lý công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo và cam kết tăng nguồn lực cho các nước đang phát triển để đạt được các mục tiêu phát triển của Liên hợp quốc vào năm 2030. Với những mối bất đồng vẫn còn tồn tại như phản đối từ Nga đối với khoảng 15 vấn đề, cũng như những ý kiến trái chiều từ Ả Rập Xê Út về ngôn ngữ khí hậu, ông Guterres vẫn kêu gọi các quốc gia thành viên thỏa hiệp. Ông nêu rõ, chúng ta không thể tạo ra một tương lai phù hợp cho con cháu bằng những hệ thống được xây dựng cho thời ông bà của chúng ta. Một năm trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về sự tồn vong của nhân loại và hành tinh. Ông triệu tập các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai vào cuối tuần này với hy vọng đạt được sự nhất trí và hành động để cải tổ Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức được thành lập sau Thế chiến thứ hai nhằm đối phó với các mối đe dọa dạ toàn cầu mới. Hội nghị diễn ra vào ngày 22-23 tháng 9 ngay trước khi khai mạc tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 vào ngày 24 tháng 9 tới. Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield cho biết, ưu tiên của Washington tại Hội nghị Thượng đỉnh tương lai năm nay là tạo ra một hệ thống quốc tế bao trùm và hiệu quả hơn. Bà bày tỏ hy vọng rằng mặc dù còn nhiều khác biệt lớn, nhưng các nước vẫn có thể đạt được đồng thuận. Cơ quan an ninh Israel thông báo việc bắt giữ một công dân của nước này vì nghi ngờ tham gia âm mưu ám sát những người quan trọng, trong đó có thủ tướng. Cơ quan này cho biết người bị bắt là doanh nhân có quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia ít nhất hai cuộc họp ở Iran để bàn về khả năng ám sát thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan hoặc Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Shinbet. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng vì vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban. Theo bản tin của hãng thông tấn Fars, đại sứ của Iran tại Liban bị thương nhẹ trong vụ nổ nói trên. Đại sứ của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết trong một lá thư rằng họ bảo lưu quyền của mình theo luật pháp quốc tế để thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đáp trả vụ tấn công. Trong khi đó, Nhà Trắng nhắc lại tuyên bố Mỹ không liên quan đến các thiết bị phát nổ ở Liban. Cuộc tấn công bằng thiết bị điện tử làm gia tăng căng thẳng ở khu vực. Theo CNN, đây là hoạt động chung giữa cơ quan tình báo Israel, Mossad và quân đội Israel. Chính phủ Liban gọi đây là hành vi đầy thách thức của Israel. Sau hai vụ nổ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng kỷ nguyên mới trong nỗ lực xung đột của Israel đang bắt đầu. Trước bối cảnh này, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk lên tiếng chỉ trích vụ nổ máy nhắn tin ở Liban, gọi đây là hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập, toàn diện và minh bạch trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các nỗ lực nhằm tạo ra một lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn đang diễn ra sau khi một số vòng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột dài 11 tháng không đạt đột phá. Hoạt động hòa giải gần đây ở Doha, Qatar và Cairo, Ai Cập dựa trên một khuôn khổ do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra vào tháng 5 và một đề xuất bắc cầu được trình lên các bên tham chiến vào tháng 8. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Ai Cập trong tuần này để thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Đây là chuyến đi thứ 10 của ông tới khu vực kể từ khi bùng phát xung đột tại Gaza ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập ở Israel, ông Jair Lapid, đã kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ký thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, phát biểu sau khi gặp Ngoại trưởng Antony Blinken, ông Lapid tuyên bố mọi lợi ích chính trị nên được gác lại để đạt được mục tiêu này. Ông Lapid cũng tái khẳng định cam kết sẽ không lật đổ chính phủ của Thủ tướng Netanyahu nếu ông Netanyahu xúc tiến thỏa thuận ngừng bắn. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình nhưng đều rất khó khả thi trong bản tin hôm nay mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa nga và ukraine theo truyền thông ukraine vụ tập kích nhằm vào căn cứ quân sự nga gần làng pochep thuộc tỉnh biên giới bidiansk đã khiến một tòa nhà tại đó bị phá hủy đoạn video được trang mail in ua của ukraine trích dẫn cho thấy hai binh sĩ đứng trong khuôn viên căn cứ quân sự nga bất chợt nghe thấy tiếng động cơ máy bay phản lực chỉ vài giây sau một vật thể từ trên trời lao thẳng xuống tòa nhà, gần nơi hai người binh sĩ đứng và phát nổ, buộc họ phải tháo chạy ra khỏi đó. Toàn bộ vụ nổ được điện thoại của một trong hai người trên quay lại. Theo tọa độ do mil.in.ua cung cấp, căn cứ quân sự Nga bị tập kích trong đoạn video nằm cách làm pochep thuộc tỉnh Bryansk khoảng 9 km về phía nam. Mil.in.ua cho biết, có khả năng loại vũ khí phía Ukraine sử dụng lần này là Palianisia một hệ thống tên lửa drone mới được lực lượng vũ trang Kiev đưa vào biên chế. Palianisia được mô tả là sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái, còn được gọi là tên lửa không người lái missile drone. Palianisia được phóng từ một bệ phóng trên mặt đất và có động cơ phản lực. Chi phí của Palianisia thấp hơn đáng kể so với các tên lửa tương tự. Theo dữ liệu sơ bộ, tốc độ của Palianisia có thể đạt tới 500 km/h khiến nó trở thành một loại vũ khí khó có thể bị đánh chặn. Nhờ tốc độ cao như vậy, Palianisia có thể hoạt động ở khoảng cách xa và làm phức tạp việc đánh chặn của các hệ thống phòng không. Ông Mikhail Fedorov, Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới, giáo dục, khoa học và phát triển công nghệ, kiêm Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số của Ukraine nhận định, tên lửa lai máy bay không người lái, gọi tắt là tên lửa UAV, tầm xa Palianisia do Ukraine sản xuất sẽ là vũ khí thay đổi cục diện xung đột quan chức của Ukraine cho biết giá của mỗi tên lửa UAV này chưa đến 1 triệu đô la Mỹ. Ông Mikhailo Fedorov tuyên bố đã tham gia vào dự án phát triển Palianitsia từ năm 2022. Một trong những chuyên gia chế tạo vũ khí tầm xa này cũng cho biết đây là một sự phát triển hoàn toàn mới từ con số 0. Hiện tại, Ukraine tìm kiếm các nhà sản xuất tư nhân với mục tiêu làm giảm chi phí sản xuất cho mỗi quả tên lửa. Trong một đoạn video giới thiệu, Ukraine tuyên bố hàng chục sân bay quân sự của Nga nằm trong phạm vi tấn công của Palianitsia. Trong những diễn biến mới nhất tại tiền tuyến Ukraine, quân đội Moscow đã tuyên bố vừa phá hủy trạm liên lạc vệ tinh Starlink của Kiev. Cụ thể, vệ binh quốc gia Nga thông tin, Nga đã phá hủy trạm liên lạc vệ tinh Starlink được quân đội Ukraine sử dụng ở khu vực Chernigov. Theo đó, các nhà điều hành UAV đã thực hiện cuộc tấn công có mục tiêu bằng máy bay không người lái sử dụng đạn gây cháy. Sau đòn tấn công trực tiếp, thành trì của Ukraine bốc cháy hoàn toàn và thiêu dụi khu vực trong phạm vi cũng như trạm liên lạc vệ tinh Starlink. Hồi giữa năm nay, Nga cũng đã làm tê liệt hệ thống Internet Starlink của Ukraine trong cuộc tấn công vào Kharkov, phơi bày nhiều điểm yếu của Kiev khi quá phụ thuộc vào hệ thống đường truyền liên lạc của phương Tây. Các cuộc tấn công không chỉ khiến cơ sở hạ tầng của Ukraine bị tổn thất, mà nó còn cắt đứt công cụ được sử dụng để liên lạc, thu thập thông tin tình báo và tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hay UAV của Kiev. Theo các binh sĩ và quan chức Ukraine, một số lần ngừng hoạt động trước đây của Starlink cũng diễn ra ngay trước các cuộc tấn công của Nga. Họ cho rằng bất kỳ sự gián đoạn nào tại những thời điểm quan trọng trên tiền tuyến đều khiến quân đội Ukraine gặp nhiều bất lợi. Quân đội Kiev vốn đã thử nhiều cách khác nhau để bảo vệ Starlink khỏi các cuộc tấn công, bao gồm đặt các thiết bị đầu cuối vào các hố đào dưới đất và trăng lưới kim loại để bảo vệ chúng. Tuy nhiên, Infojahis, một công ty chuyên chế tạo các công cụ tác chiến điện tử và hiện đang hợp tác với quân đội Ukraine cho rằng những giải pháp tình thế như vậy sẽ không hiệu quả. Các chuyên gia cũng luôn cảnh báo rằng Ukraine đã quá phụ thuộc hệ thống Internet Starlink. Dù vậy, Kiev hầu như không có lựa chọn nào khác. Hệ thống Internet vệ tinh Starlink là một dự án từ công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Theo hãng tin Bloomberg cho biết, Mỹ đã phải chi tới 23 triệu đô la Mỹ để SpaceX cung cấp dịch vụ Internet Starlink cho quân đội Ukraine như một phần quan trọng trong các hỗ trợ an ninh mà Washington cung cấp cho Kiev. Các quan chức quân đội Mỹ đánh giá cao vai trò của các thiết bị Starlink tại Ukraine trong xung đột với Nga. Các thiết bị này giữ cho dân thường được kết nối Internet và cung cấp thông tin liên lạc quan trọng cho quân đội Kiev. Theo ông Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, thì Kiev đã nhận được khoảng 10.000 thiết bị đầu cuối Starlink vào tháng 5 năm 2022. RIA Novosti vừa qua đưa tin khẩu đội hệ thống tên lửa phòng không đa chức năng Buk M2 của nhóm quân Donetsk đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự và một máy bay chiến đấu của Ukraine ở hữu ngạn sông Dniep, vùng Kherson, thông tin về loại máy bay và trực thăng của Ukraine bị bắn hạ đang được lực lượng Nga xác minh. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Ukraine gồm 2 chiếc Su-27 và 1 chiếc MiG-29 chỉ trong một ngày. Bậc M2 do Nga phát triển là một trong những hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung hiện đại nhất thế giới. Hệ thống phòng không sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn 9M317, chiều dài 5,5m, sải cánh 860mm trọng lượng 710 kg và có thể mang đầu đạn nổ phân mảnh nặng tới 70 kg. Được biết, 9M317 có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo chiến thuật trong phạm vi 20 km, tên lửa hành trình ở độ cao 100 m và phạm vi 20 km. Đồng thời nó cũng có thể tấn công các mục tiêu khí động học với tốc độ tối đa 830 m một giây bay ở độ cao từ 15 cm đến 25 km và trong phạm vi từ 3 km đến 45 km. Từ đầu tháng 8, Nga đã đưa Buk-M2 áp sát tiền tuyến ở Ukraine để tìm cách loại bỏ F-16. Thời điểm đó, phong trào Ates, nhóm phản kháng hoạt động trên bán đảo Crimea cho hay Nga đã triển khai hệ thống phòng không Buk-M2 ở Volnovakha thuộc khu vực Donetsk để săn lùng tiêm kích F-16. Nhóm này đăng tải trên Telegram hình ảnh về hệ thống phòng thủ của Nga kèm tọa độ 47,5337226. 37 Phong trào ATES cho hay có vẻ như máy bay chiến đấu F16 vừa đến đã buộc đối phương phải triển khai thêm hệ thống phòng không gần tiền tuyến hơn. Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Bắc được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và trực thăng. Phiên bản mới nhất, Bắc M12, ước tính có giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Chia sẻ trên Telegram, ban truyền thông của lực lượng đổ bộ đường không Ukraine cho hay, phía Ukraine đã loại bỏ một đơn vị binh sĩ dù Nga tại tỉnh biên giới Kursk. Tờ Kiev Post dẫn chú thích đi kèm video được lực lượng đổ bộ đường không Ukraine công bố. Binh sĩ Nga đang nỗ lực một cách tuyệt vọng để đánh bật các lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi Kursk. Ít ngày trước, Nga đã triển khai 14 thiết bị quân sự gồm hai xe tăng, 11 xe tấn công đổ bộ và một xe bọc thép chở binh sĩ tấn công lực lượng Ukraine. Ukraine cho biết đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Nga sau trận chiến kéo dài nhiều giờ. Báo cáo của Ukraine cho hay tổn thất của Nga gồm 5 xe tấn công đổ bộ, một xe tăng, một xe bọc thép cùng vài chục binh sĩ. Trong khi đó, những binh sĩ còn lại của Nga đã phải rút lui. Trong video, một xe tấn công đổ bộ của Nga đã bị phá hủy bởi mìn và các lực lượng Ukraine còn sử dụng máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV để phá hủy thêm các xe đổ bộ của Nga. Video còn cho thấy Ukraine tấn công một tòa nhà nơi tập trung binh sĩ Nga mà trong đó UAV ghi lại được cảnh một binh sĩ Nga bị thương. Còn theo hãng tin Pravda, lực lượng Nga trên thiết giáp nhảy dù BMD-4 đã đáp xuống một ngôi làng dù biết rõ rằng ngôi làng này thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Ngay sau khi lực lượng Nga nổ súng, pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine đã nhanh chóng ngăn chặn chiếc xe, khiến nó bị hư hỏng nặng nề. Tuyên bố của quân đội Ukraine nêu rõ, xe chiến đấu của Nga đã bị hư hại do hỏa lực pháo binh trong đợt pháo kích ban đầu. Cùng lúc đó, một trong những máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng nhắm vào chiếc BMD-4 nhưng bị đẩy lùi bởi thiết bị tác chiến điện tử. Máy bay không người lái Ukraine thực hiện nỗ lực tấn công thứ hai, thứ ba và thành công. BMD4 hiện được coi là xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ có trang bị vũ khí hầm hố nhất thế giới. Nó được Nga chế tạo sau thời chiến tranh lạnh và có khả năng di chuyển trong các điều kiện khí hậu khác nhau. BMD4 được thiết kế để vận chuyển lực lượng đổ bộ đường không. Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng tại vùng Sumy, giáp biên giới, gây mất điện tại một số khu vực Hãng thông tấn Ukraine dẫn thông báo của chính quyền địa phương ở Sumy trên kênh Telegram. Trong đêm, đối phương đã sử dụng thiết bị bay không người lái loại xa thực hiện cuộc không kích lớn vào Sumy. Các quan chức khu vực cho hay cuộc tấn công đã gây thiệt hại ở các quận Konotop, Oktika và Sumy trong khu vực, khiến các cơ sở hạ tầng quan trọng phải sử dụng hệ thống điện dự phòng. Các cơ sở cấp nước tại Sumy cho biết cuộc tấn công đã gây mất điện vào ban đêm, khiến họ phải chuyển sang nguồn cung cấp điện khẩn cấp quyền thị trưởng thành phố Sumi, Atem Quốc gia cho biết không có thương vong nào trong thành phố và các công nhân điện lực đang giải quyết hậu quả của cuộc tấn công. Chính quyền khu vực cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 16 máy bay không người lái UAV của Nga trên khu vực này. Không quân Ukraine cho biết Nga đã điều 51 UAV tấn công Ukraine trong đêm. Phía Ukraine đã bắn hạ 34 chiếc với hệ thống phòng không hoạt động ở 5 tỉnh. Bên phía lãnh thổ Nga, tỉnh trường Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod gần biên giới cho hay phía Ukraine đã phá vào 6 khu vực với 173 quả đạn trong vòng 24 giờ, khiến nhiều người bị thương. Hồi tháng 4, Nga cho biết buộc phải tiến hành các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở năng lượng tại Ukraine để đáp trả hành động Kiev tập kích các mục tiêu của Moscow. Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sau khi các cuộc tấn công trong đêm của Nga phá hủy một nhà máy điện quy mô lớn gần thủ đô Kiev và gây hư hại cho nhiều cơ sở điện lực ở một số khu vực của Ukraine. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, các cuộc tấn công là một phần trong quá trình phi quân sự hóa ở Ukraine. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà ông Putin đã nêu ra khi Nga bắt đầu triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Putin nói: "Thật không may, gần đây chúng tôi đã chứng kiến một loạt vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng của mình và ông buộc phải đáp trả." Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng có liên quan một phần đến việc giải quyết một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra, đó là phi quân sự hóa. Chúng tôi tin rằng bằng cách này, chúng tôi sẽ gây ảnh hưởng đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine một cách rất trực tiếp. Ông Igor Rudenia, lãnh đạo tỉnh Tiver của Nga, thông báo trên Telegram mới đây rằng các mảnh vỡ của máy bay không người lái UAV rơi xuống thị trấn Toropes và làm bùng phát hỏa hoạn trong lúc lực lượng phòng không đang đẩy lùi cuộc tấn công. Ông Rudenia sau đó ra lệnh sơ tán một phần dân cư ở khu vực có lực lượng phòng không đang tham chiến. Thêm rằng, đám cháy đã được khống chế và giới chức tỉnh đang kiểm soát tình hình. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy, quả cầu lửa khổng lồ bốc lên cao và những tiếng nổ lớn tại địa điểm được cho là ở tỉnh Tiver, khu vực nằm ở phía tây bắc thủ đô Moscow và cách không xa biên giới với Belarus. Chuyên gia tại viện nghiên cứu quốc tế Middlebury có trụ sở tại Mỹ, George William Herbert nhận định vụ nổ chính trong video có sức công phá tương đương từ 220 đến 240 tấn thuốc nổ mạnh. Theo Reuters, các trạm quan trắc động đất đã ghi nhận một trận động đất nhỏ tại khu vực. Truyền thông Nga hồi năm 2015 cho biết, nước này đã xây một kho vũ khí tại thị trấn Toropets ở tỉnh Tiver với tổng chi phí 3,6 tỷ rúp tức khoảng 39 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2018, hãng thông tấn Nga RIA Novosti từng khẳng định Nga xây một kho chứa tên lửa, đạn dược và chất nổ tại thị trấn Toropets. Theo AVR.pro, nhà kho này chứa gần 30.000 tấn đạn dược. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã sử dụng 54 UAV trong vụ tập kích trên. Cuộc tấn công diễn ra đồng thời ở 5 khu vực của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo hãng thông tấn TASS, tổng cộng 54 máy bay không người lái của Ukraine đã bị đánh chặn trong đêm trên bầu trời năm vùng phía Tây của Nga. Một nửa số đó bị tiêu diệt ở vùng Kursk, trong khi số còn lại ở các vùng Bryansk, Smolensk, Orion và Bengorod. Thống đốc vùng Bengorod Vyacheslav Gladkov cho biết một máy bay không người lái đã lao vào một chiếc xe buýt ở thành phố biên giới Sebekino làm 4 dân thường bị thương. Ngôi làng Tosikarevo nằm gần kho đạn dược ở vùng Thiver gần như đã bị cô lập do hỏa hoạn theo người dân địa phương, cách duy nhất để sơ tán là đi bằng đường thủy qua hồ Kudinskoye. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Hải quân Ukraine chính thức thông báo rằng các đơn vị của họ gần đây đã thực hiện một cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Nga nằm trong khu vực Mariupol bị tạm chiếm. Tin tức trên ngay lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn từ các phương tiện truyền thông cơ quan báo chí của các lực lượng vũ trang ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng theo dữ liệu đã được xác nhận do cuộc tấn công cả cơ sở hạ tầng lưu trữ và hàng tấn đạn dược mà quân nga đang tích lũy để sử dụng trên lãnh thổ ukraine đã bị phá hủy ngoài ra không có chi tiết nào khác về vụ việc trên được báo cáo với thực tế là chiến công phá hủy các kho hàng của đối phương đã được ghi nhận thuộc về hải quân ukraine một lần nữa có thể giả định rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi tên lửa hành trình neptune Xem xét thực tế là tên lửa nhằm vào mục tiêu cách tiền tuyến chưa đầy 100 km, chúng ta có thể thận trọng nói về hai điều ở đây. Vấn đề đầu tiên cần lưu ý là mặt tích cực về khả năng gia tăng sản xuất tên lửa hành trình của Ukraine. Mặt khác, lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu hụt vũ khí tấn công tầm xa như Storm Shadow, Scarp eg hoặc Atak MS, đặc biệt khi vấn đề này đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Hơn nữa, điều đáng nói là lực lượng vũ trang Ukraine có lẽ đã nhiều lần sử dụng tên lửa Neptune để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Liên bang Nga. Chẳng hạn vào tháng 7, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine đã ám chỉ việc tiến hành một cuộc tập kích vào cơ sở lưu trữ thiết bị và vũ khí của quân đội Nga ở khu vực Kursk. Là một phần của hệ thống Neptune, R-360 Neptune là tên lửa hành trình chống hạm được phát triển bởi văn phòng thiết kế Lux Thiết kế của Neptune dựa trên tên lửa chống hạm KH-35 cận âm của Liên Xô với tầm bắn, mục tiêu và thiết bị điện tử được cải tiến đáng kể. Trọng lượng của tên lửa là 870 kg, khối lượng đầu đạn mang theo là 150 kg. Tên lửa có phạm vi hoạt động lên tới 280 km, tốc độ khoảng 900 km/h. R-360 Neptune có hệ thống dẫn đường quán tính với radar chủ động dẫn đường ở giai đoạn cuối của chuyến bay độ cao bay trên mặt nước thay đổi từ 3 đến 10 mét. Tên lửa có thể tấn công các tàu có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn cũng như tàu khu trục nhỏ. Tuy nhiên, theo đại tá đã nghỉ hưu của Nga, mặc dù các phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây nhận định tên lửa Neptune như một vũ khí mạnh mẽ để chống lại Nga, cho rằng nó có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu cách xa, chẳng hạn như Moscow. Nhưng thực tế, hiệu quả của nó đã bị thổi phồng đầu tiên ông lưu ý rằng dù tên lửa có được sửa đổi tốt đến đâu thì nó vẫn chỉ là vũ khí của quá khứ thứ hai ukraine không có đủ cơ sở để sản xuất hàng loạt loại tên lửa này theo ông ukraine có thể đủ tiềm năng kinh tế nhưng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của nước này đang ở trong tình trạng tồi tệ bên cạnh đó kiev cần rất nhiều thời gian kinh phí và nỗ lực để bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tên lửa neptune cải tiến Tại phiên đối thoại ở Prenzlau, bang Brandenburg, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Berlin nhất quyết không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, kể cả khi các quốc gia khác cho phép. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ được đánh giá là đang tạo điều kiện gỡ bỏ lệnh cấm để cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đức được biết đến là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine chỉ sau Mỹ đã cam kết viện trợ hơn 28 tỷ euro vũ khí sát thương cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu. Tuy nhiên, cho đến nay, Berlin vẫn từ chối nối gót hai đồng minh Anh và Pháp trong việc trang bị tên lửa tầm xa cho Ukraine, trong đó có cả việc từ chối cung cấp tên lửa Taurus. Vào hồi tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz giải thích Đức cung cấp tên lửa Taurus có tầm bắn 500 km cho Ukraine sẽ đồng nghĩa với việc Berlin trở thành một bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột trong khi đó, Fabian Hopman, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oslo cho biết, kịch bản ác mộng đối với ông Scholz là Ukraine sẽ sử dụng Taurus để tấn công các mục tiêu nhạy cảm về mặt chính trị bên trong nước Nga. Thủ tướng Đức lo ngại rằng điều này có thể làm gia tăng căng thẳng xung đột và đẩy Berlin vào tình thế đối đầu trực tiếp với Nga. Chuyên gia Hoffman nói, về cơ bản, điều này có nghĩa là ông Scholz bị hạn chế do thiếu ý chí chính trị, bắt nguồn từ việc thiếu niềm tin vào giới lãnh đạo Ukraine để không thất hứa bất kỳ cam kết nào. Ukraine đã đề nghị Đức cung cấp cho nước này tên lửa Taurus từ khá lâu. Những tên lửa này được coi là tương tự với tên lửa Storm Shadows mà Anh cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, tên lửa Taurus có thể bay xa hơn Storm Shadow lên tới 500 km. Một năm trước cuộc bầu cử quốc hội Đức, đa số người Đức ủng hộ quyết định của Thủ tướng Scholz không cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Một cuộc thăm dò hồi tháng 4 của Viện Foxa cho thấy chỉ 37% người Đức ủng hộ việc giao tên lửa hành trình tầm xa này tới Kiev, trong khi 56% phản đối động thái đó. Đồng thời, theo cuộc thăm dò hồi tháng 2 của kênh truyền hình ZDF, 62% người Đức ủng hộ các nước châu Âu cung cấp thêm vũ khí, đạn dược cho Kiev, trong khi 32% phản đối. Christian Moling, một chuyên gia bảo mật tại quỹ Bertelsmann có trụ sở tại Đức, nói với Kiev Independent rằng về cơ bản, mọi người đã từ bỏ việc tranh luận về Taurus. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch CREA tại Phần Lan và Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ CSD ở Bulgari mới đây công bố báo cáo cho thấy Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đã chi khoảng 2 tỷ đô la Mỹ để mua nhiên liệu, chế phẩm từ dầu mỏ của Nga trong nửa đầu năm 2024. Số sản phẩm này được nhập khẩu từ 3 nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có nhà máy Star Egin với 98% nguồn cung là dầu thô Nga 73% lượng dầu thô Nga chuyển đến Star Egin là của tập đoàn năng lượng Lukoil, doanh nghiệp nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Theo báo cáo, gần 90% lượng dầu xuất từ nhà máy này được chuyển đến các quốc gia phương Tây đang ủng hộ Ukraine. Việc Nga xuất dầu sang một quốc gia thứ ba để thực hiện quy trình lọc dầu và sản xuất nhiên liệu là một trong những cách Moscow lách lệnh trừng phạt. Việc các sản phẩm từ dầu Nga ở một nước thứ ba không bị coi là bất hợp pháp. Theo Politico, các bên đều rõ về lỗ hổng trong lệnh trừng phạt này và Ukraine nhiều lần kêu gọi các biện pháp nhằm giúp lệnh cấm vận hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ được Nga giảm giá dầu từ 5 đến 20 đô la Mỹ mỗi thùng so với dầu Brent. Năm ngoái, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lượng mua hàng lên 34% và trong nửa đầu năm 2024 là 70%. Nhà phân tích của CREA Vaibab Ragunandan cho biết Liên minh châu Âu-EU nhập xăng từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá rẻ hơn 10% so với giá từ Ả Rập Xê Út, nhưng chỉ các doanh nghiệp và thương nhân hưởng lợi, không phải người tiêu dùng. Ủy ban châu Âu EC và Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ không bình luận về thông tin. Chuyên gia thuộc CSD Martin Vladimirov nói những gì đang diễn ra đã vi phạm trực tiếp tinh thần của quy định trừng phạt. Kể từ khi phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, Nga đã đối mặt với hàng chục nghìn lệnh cấm vận của phương Tây, biến quốc gia này thành nước bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, Nga nhiều lần tuyên bố các áp lực ngày càng gia tăng và sẽ chỉ dừng lại khi đạt được mục tiêu đề ra. Vào tháng 8 vừa qua, chính phủ Mông Cổ đã công bố chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2024-2028 nhằm giải quyết các vấn đề gây trở ngại để thực hiện thành công các dự án đang triển khai. Chiến lược gồm 4 mục tiêu với tổng cộng 593 hoạt động đã lên kế hoạch. Tuy nhiên, một dự án quan trọng đã không được liệt kê trong danh sách xây dựng đường ống Soyuz Vostok, phần mở rộng dài 962 km của đường ống sức mạnh Siberia 2, Power of Siberia 2, kết nối các mỏ khí đốt ở Yaman thuộc Tây Siberia với Trung Quốc qua Mông Cổ. Theo kế hoạch, đường ống dài 2.594 km này sẽ tăng thêm công suất xuất khẩu 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Ngoài 38 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên, hiện đang được xuất khẩu qua Power of Siberia 1, chạy từ Yakutia và đi vào Trung Quốc từ Blagovetchensk trên biên giới Nga Trung. Việc loại đường ống này khỏi chiến lược quốc gia làm dấy lên lo ngại về việc dự án bị đình trệ, đặc biệt là khi Moscow và Bắc Kinh đã không thể thống nhất các điều khoản chính để bắt đầu xây dựng đường ống chủ lực của Nga kể từ năm ngoái. Từ thời Liên Xô, năng lượng Nga đã đóng vai trò quan trọng đối với Đông và Trung Âu với các đường ống dus chở dầu và Ugrinoy, Pomari, Usgorod chở khí đốt. Sau khi Liên Xô tan rã, quan hệ Moscow với Tây Âu đã được cải thiện đáng kể và Liên minh châu Âu EU nổi lên như một thị trường lớn cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nga. Thực tế này không thay đổi cho đến khi Moscow phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, ngay từ cuối những năm 2010, các thị trường mới đã xuất hiện ở phương Đông, được hỗ trợ bởi sự trỗi dậy của một Trung Quốc đang khát năng lượng. Nga đã có kế hoạch xây dựng các đường ống mới đến phương Đông để đa dạng hóa thị trường khỏi châu Âu mong muốn này được phản ánh trong kế hoạch xây dựng đường ống Yakutia-Khabarovsk Vladivostok được đổi tên thành Power of Siberia vào năm 2012. Đường ống Power of Siberia do gã khổng lồ khí đốt của Nga Gazprom vận hành sẽ vận chuyển khí đốt tự nhiên từ các mỏ khí Kovikta và Chayanda ở Yakutia đến Heyhe ở Trung Quốc, nơi đường ống Heyhe-Thượng Hải do tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC vận hành sẽ bắt đầu năm 2014 một thỏa thuận trị giá 400 tỷ đô la Mỹ đã được ký kết để cung cấp khí đốt trong 30 năm và việc xây dựng bắt đầu vào năm 2015. 4 năm sau đó, lô hàng đầu tiên thông qua đường ống này đã được giao đến Trung Quốc. Châu Âu đang có kế hoạch loại bỏ dần việc mua năng lượng của Nga vào năm 2027 và thỏa thuận trung chuyển khí đốt có thời hạn 5 năm với Ukraine sẽ hết hạn vào năm nay. Với việc thị trường xuất khẩu năng lượng đang thu hẹp, Moscow cần Bắc Kinh mua khí đốt tự nhiên. Vào tháng 11 năm 2014, một thỏa thuận khung đã được ký kết để tăng lượng giao hàng. Năm 2019, trong chuyến thăm Mông Cổ của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, việc khởi công đường ống Power of cbd trước đây gọi là đường ống Antai, đã được công bố. Một biên bản ghi nhớ MOU được ký kết giữa chính phủ Mông Cổ và Gazprom để cùng nhau đánh giá tính khả thi của đường ống. Sau tháng 2 năm 2022, Trung Quốc đã nổi lên như một nước mua năng lượng lớn của Nga. Tuy nhiên, tổng lượng khí đốt từ ba đường ống này cộng lại cũng chưa thể bằng 155 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên của Nga bán cho châu Âu vào năm 2021. Tuy nhiên, với việc EU áp đặt lệnh trừng phạt vòng 14 đối với LNG của Nga, các nước hiện cũng đã giảm mua mặt hàng này từ xứ sở Bạch Dương. Năm 2023, Gazprom công bố khoản lỗ 7 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Ukraine khó có thể được gia hạn. Vì vậy, Moscow rất cần thị trường mới. Đây là lý do tại sao Power of Sibiritu là một dự án quan trọng đối với Nga. Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ vừa tuyên bố đã phát triển tên lửa hành trình GASSM XR. Theo Lockheed Martin, tên lửa hành trình GASSM XR là phiên bản nâng cấp của GASSM ER hiện có. Sự khác biệt chính của tên lửa mới này là tầm bay tăng lên 1.600 km, gần gấp đôi hiệu suất so với các mẫu GASSM thế hệ trước, có tầm bắn lần lượt là 360 km và 980 km. GASSM-XR được kỳ vọng trở thành một yếu tố quan trọng để giúp quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào những mục tiêu quan trọng. Việc tăng tầm bắn sẽ cho phép những tên lửa này được sử dụng ở khoảng cách xa hơn nhiều so với khu vực chiến đấu. Giúp giảm đáng kể rủi ro cho phi công Và máy bay tác chiến jassm Vẫn giữ kiểu dáng hình thang Và thiết kế tàng hình Của dòng JASSM Nhưng có kích thước lớn hơn Giúp tăng đáng kể tầm bắn Và trọng lượng đầu đạn lên tới 540kg Giống như các phiên bản trước Hệ thống dẫn đường và hệ thống định vị toàn cầu Của jassm Đã được cải tiến để tăng độ chính xác Của tên lửa Ở phần cuối quỹ đạo bay Mục tiêu sẽ được tên lửa tìm kiếm bằng camera hồng ngoại ở mũi, sai số mục tiêu không quá bán kính 3 m. GASSMXR được thiết kế để tương thích với nhiều nền tảng, có thể được sử dụng cho cả máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ. Các vụ phóng thử nghiệm sẽ sớm được tiến hành. Lầu Năm Góc bắt đầu quan tâm đến những phát triển về chủ đề GASSMXR vào năm 2018 và tới năm 2023, Lockheed Martin đã nhận được đơn đặt hàng tên lửa mới. Vì vậy, trong ngân sách quân sự cho năm tài chính 2021, 600 triệu đô la Mỹ đã được hãng này lên kế hoạch chi cho việc sản xuất ở mức độ thấp một lô 60 quả tên lửa GASSMXR để thử nghiệm và triển khai ban đầu trong quân đội. Lâu huyết mang tin báo cáo rằng việc sản xuất tên lửa GASSMXR sẽ không yêu cầu tái cơ cấu đáng kể các cơ sở sản xuất dòng GASSM trước đó. Cách tiếp cận này và mức độ thống nhất cao của các thiết kế giúp tăng tốc độ sản xuất và giảm chi phí thành phẩm. Đúng như kế hoạch trước đó, những quả tên lửa GASSMXR đầu tiên sẽ được đưa vào kho vũ khí của không quân Mỹ ngay trong năm 2024. Những phương tiện mang vũ khí mới đầu tiên sẽ là máy bay nón bom tầm xa B-1B, vốn đã có khả năng sử dụng các sản phẩm khác, thuộc họ GASSM. Trong tương lai xa, các máy bay khác cũng sẽ nhận được tên lửa GASSMXR. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA mới đây cho biết, lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật Hoang Sông Phô 11 DA 4.5 có khả năng mang đầu đạn thông thường siêu lớn, nặng 4,5 tấn. Tên gọi này cho thấy đây là một trong hàng loạt phiên bản tên lửa đạn đạo tầm ngắn được Bình Nhưỡng phát triển. Dòng Hoang Sông Phô 11 nguyên bản, còn gọi là KN-24, có tầm bắn ước tính 410 km và mang được đầu đạn thông thường nặng từ 400 kg đến 500 kg. Theo KCNA, Triều Tiên cũng phóng một tên lửa hành trình chiến lược được cải tiến để sử dụng trong chiến đấu. Triều Tiên thường sử dụng từ chiến lược để chỉ những vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nước này lần đầu thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 9 năm 2021. Lãnh đạo Kim Jong Un nói rằng cải thiện tính năng vũ khí là điều cần thiết nhằm đối phó mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Ông nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường lực lượng hạt nhân và sở hữu năng lực kỹ thuật quân sự mạnh nhất, cũng như khả năng tấn công áp đảo bằng vũ khí thông thường. Vào ngày 18 tháng 9, phía Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng đi nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn lần thứ hai trong một tuần. Ngay sau khi Hàn Quốc thông tin về việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía đông bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản đã xác nhận thông tin trên và cho biết Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa thứ hai. Trong vụ phóng đầu tiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Dường như Triều Tiên đã sử dụng tên lửa đạn đạo, trong khi lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cho biết vật thể này đã rơi xuống biển. Khoảng 30 phút sau thông báo đầu tiên, lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản tiếp tục thông báo về vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai của Triều Tiên. Trong khi đó, hãng truyền thông NHK dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết cả hai tên lửa này đều rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản, song không cho biết thông tin chi tiết về hướng bay và quỹ đạo của tên lửa. Tuần trước, Bình Nhưỡng còn đăng ảnh nhà máy làm dầu uranium cấp độ vũ khí, đánh dấu lần đầu tiên hình ảnh về cơ sở bí mật hàng đầu nước này được tiết lộ. Lãnh đạo Kim Jong Un nói rằng, Bình Nhưỡng cần tăng sản lượng uranium làm dầu để chế tạo thêm vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhấn mạnh kho vũ khí hạt nhân có ý nghĩa quan trọng nhằm đối phó mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Trong những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, tình hình đang trở nên ngày càng rối ren khi mà vừa qua, Israel tuyên bố xung đột đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới. Cụ thể, trong một phát biểu tại căn cứ không quân Ramat David, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói: "Tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc xung đột và chúng ta phải thích nghi." Theo ông Galan, trong giai đoạn này, trọng tâm của cuộc chiến sẽ di chuyển về phía Bắc, bao gồm di chuyển tài nguyên, lực lượng và năng lượng các bên tới khu vực này. Đáng chú ý, ông Galan cũng khẳng định Israel sẽ phải đương đầu với một đối thủ mạnh hơn, mà không phải Hamas. Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel khẳng định quốc gia này cần phải chuẩn bị một cách phù hợp. Theo hãng tin Reuters, những bình luận nêu trên của ông Galan đã nhấn mạnh lại những phát ngôn tương tự của nhiều chính trị gia và chỉ huy quân sự cấp cao của Israel trong những tuần gần đây, sự kiện xảy ra khi các nguồn tin đưa về vấn đề này cũng cho biết quân đội Israel đã di chuyển sư đoàn 98, bao gồm các đơn vị biệt kích và lính dù từ giải Gaza lên phía bắc. Đây là điều đáng lưu ý nhất là trong bối cảnh vừa qua hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban bất ngờ phát nổ, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Trong khi các nguồn tin an ninh cho biết cơ quan tình báo mua sát của Israel phải chịu trách nhiệm về việc này. Sự kiện máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ dường như khiến phong trào Hezbollah ở Liban rơi vào tình trạng hỗn loạn, làm gia tăng lo ngại về sự leo thang trong cuộc giao tranh dọc biên giới của Israel với miền Nam Liban, dẫn tới nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Theo tờ The Guardian, đối với ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông, vụ tấn công khiến hàng trăm máy nhắn tin phát nổ cùng một lúc ở Liban không thể đến vào thời điểm kém may mắn hơn. Sự việc có thể khiến tình hình trở nên rối ren hơn rất nhiều khi mà Mỹ đang cố gắng giảm căng thẳng trong khu vực bằng mọi giá. Một ngày trước vụ phá hoại này, ông Amos Hochstein, cố vấn cấp cao của tổng thống Mỹ Joe Biden, đã có mặt tại Israel để kêu gọi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác ở Israel không có thêm hành động nào khiến tình hình khó giải quyết hơn ở Liban. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Bộ quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng đã cảnh báo rằng thời gian để tìm ra giải pháp thương lượng giữa Israel và Hezbollah đang dần cạn kiệt. Mới đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tuyên bố tiến hành không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Theo IDF, các máy bay chiến đấu đã tấn công một bệ phóng rocket và nhiều tòa nhà do các thành viên Hezbollah sử dụng tại Zebain, Hantam Kapkila, Odaise và Chama. IDF cũng đã đăng tải một video về các cuộc tấn công này. Theo đài RT của Nga, hành động này diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galan thông báo về giai đoạn mới trong cuộc chiến chống Hamas ở giải Gaza và Hezbollah ở Liban. Trước đó, nội các an ninh của Israel cho biết nước này đã mở rộng các mục tiêu hoạt động quân sự, trong đó đặt thêm mục tiêu đưa người dân Israel ở miền Bắc nước này trở về nhà an toàn. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Israel, Nội các Israel đã thông qua quyết định trên sau cuộc họp đêm qua, 16 tháng 9 theo giờ địa phương. Tại cuộc họp này, các bộ trưởng đã cập nhật các mục tiêu hoạt động quân sự, bao gồm ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah ở Liban nhằm vào các khu vực ở phía bắc Israel, qua đó tạo điều kiện để người dân Israel trở về nhà an toàn. Những cư dân này được lệnh sơ tán do cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Các bộ trưởng lưu ý, đây là mục tiêu chính thức trong các hoạt động quân sự của Israel, khẳng định sẽ tiếp tục hành động để thực hiện mục tiêu này. Trong khi đó, ngày 18 tháng 9, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tấn công bằng rocket và các tiền đồn của Israel ở khu vực biên giới giáp Liban sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin ở Liban, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 2.800 người bị thương. Khoảng 10 quả rocket từ phía Liban được bắn vào khu vực Tây Galilee, tất cả đều rơi xuống khu vực đất trống và không gây thương vong. Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau các vụ nổ máy nhắn tin và tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ. Trong hơn 11 tháng xung đột với Hamas ở Gaza, Israel phóng hỏa lực xuyên biên giới gần như hàng ngày vào lực lượng Hezbollah ở Liban. Mặc dù nước này phần lớn đã tránh leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện vì họ tập trung nỗ lực vào phía nam. Tuy nhiên, 26 dân thường ở Israel và 20 binh sĩ IDF đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hezbollah gần biên giới phía bắc, trong khi hơn 450 thành viên Hezbollah được báo cáo là đã thiệt mạng, cũng như hơn 100 dân thường ở Liban. Theo hãng tin Reuters phát biểu trước hiệp hội các nhà báo ra màu quốc gia tại Philadelphia mới đây, nữ ứng viên tổng thống của đảng dân chủ kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza, ủng hộ giải pháp hai nhà nước và một sự ổn định đối với tình hình Trung Đông. Bà Harris trả lời câu hỏi từ ba nhà báo: Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng thỏa thuận này cần phải được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của mọi người trong khu vực. Cơ quan y tế Gaza cho biết hàng trăm nghìn người thương vong trong cuộc tấn công của Israel vào giải đất bị phong tỏa của người Palestine từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel đã bắt đầu cuộc xung đột nhằm vào Hamas sau khi nhóm này tấn công vào miền nam Israel, sát hại hàng nghìn người, chủ yếu là thường dân, và bắt giữ khoảng 250 con tin. Trước đây, đối với cuộc xung đột ở Gaza, bà Harris luôn công khai bày tỏ sự đồng thuận với lập trường của Tổng thống Joe Biden về ủng hộ Israel. Bác bỏ lời kêu gọi của một số thành viên Đảng Dân chủ rằng Washington nên cân nhắc lại việc gửi vũ khí cho Israel vì số người Palestine thiệt mạng ở Gaza quá lớn. Bà khẳng định ủng hộ một Israel mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng kêu gọi sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Gaza. Giới quan sát nhận định vấn đề liên quan đến Israel và Gaza là một thách thức lớn đối với bà Harris trong quá trình chạy đua vào Nhà Trắng và cũng là thách thức đối với nữ lãnh đạo một khi đắc cử. Với sự chia rẽ trong Đảng Dân chủ về vấn đề này, bà Harris đang phải đối mặt với áp lực từ cả hai phía. Các nhà hoạt động muốn thấy một chính sách cứng rắn hơn đối với Israel, trong khi những người khác có thể không đồng tình với quan điểm đó. Theo một bài viết trên tạp chí Vox, trong cuộc bầu cử năm 2020, một số lượng kỷ lục cử tri người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo đã đi bỏ phiếu. Đáng chú ý nhất là tại các bang dao động quan trọng như Michigan, Georgia và Pennsylvania, họ đã giúp tổng thống Joe Biden giành chiến thắng với tỷ lệ xích sao trước đối thủ Donald Trump. Trong nhiều thập kỷ qua, các đảng phái trong số cử tri người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo đã ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bắt đầu, tình hình đã bắt đầu thay đổi. Với sự ủng hộ của người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo dành cho Đảng Dân Chủ giảm mạnh xuống còn 17% và 10%. Theo các cuộc khảo sát do Viện Người Mỹ gốc Ả Rập tiến hành vào mùa thu năm 2023, thay vì ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ, các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tổ chức một phong trào quân chúng bỏ phiếu, không cam kết để thể hiện sự phản đối đối với cuộc xung đột ở Gaza. Đến tháng 7, Tổng thống Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, trao ngọn đuốc cho Phó Tổng thống Harris. Tuy nhiên, hy vọng của nhiều người Ả Rập và một ứng cử viên Tổng thống là con gái của người nhập cư cũng dần mờ nhạt. Hiện tại, Việc của nữ pháo tổng thống là cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc duy trì chính sách của chính quyền ông Biden và thu hút sự ủng hộ từ các cử tri gốc Ả Rập và cử tri trẻ tuổi. Sự phân hóa trong đảng về vấn đề này có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ đối với chiến dịch của bà và bà cần phải tìm ra cách để xử lý sự căng thẳng này một cách khéo léo. Viết trên mạng xã hội X, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, một đoàn xe do WHO dẫn đầu đang trên đường trở về từ phái bộ ở miền Bắc Gaza. Khi đi qua trạm kiểm soát, đoàn xe đã chạm trán với hai xe tăng Israel. Ông nhấn mạnh, xe tăng đã nổ súng vào gần đoàn xe. May mắn là không ai bị thương. Đây là điều không thể chấp nhận. Theo The Times of Israel, quân đội Israel chưa phản hồi về tuyên bố của Tổng giám đốc WHO. Vụ việc xảy ra một tuần sau khi Liên Hợp Quốc thông tin một đoàn xe khác trở thành viên tham gia chiến dịch tiêm vaccine bại liệt ở Gaza đã bị khống chế bằng súng tại một trạm kiểm soát quân sự của Israel. Khi đó, người phát ngôn Liên hợp quốc Stefan Dujaric cho biết Israel đã nổ súng và đoàn xe cứu trợ bị một xe ủi đâm vào. Ông Dujaric nói: "Sự cố và hành vi của lực lượng Israel trên thực địa đã gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân viên chúng tôi. Nêu thêm, Israel cần có biện pháp bảo vệ nhân viên và tài sản phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo." ông Teros đã ca ngợi nhóm cứu trợ xuất hiện trên đoàn xe, những người bất chấp rủi ro an ninh để đến Ansifa, bệnh viện lớn nhất Gaza nằm tại miền Bắc, nhằm cung cấp vật tư cho phòng cấp cứu. Ông nói thêm, vật tư cũng được chuyển đến để hỗ trợ các cơ sở của Hội trang lưỡi liềm đỏ Palestine ở phía bắc giải Gaza, bao gồm cả việc điều trị các bệnh không lây nhiễm. Hồi tháng 4, Tổ chức Viện trợ Lương thực World Central Kitchen thông báo tạm dừng ngay lập tức các hoạt động tại giải Gaza sau khi một vụ không kích được cho là do Israel tiến hành nhằm vào đoàn xe của tổ chức này tại miền trung Gaza, khiến 6 nhân viên cứu trợ cùng lái xe người Palestine thiệt mạng. Theo thông báo, nhóm nhân viên của World Central Kitchen di chuyển trên 3 chiếc xe, trong đó có 2 xe bọc thép. Mặc dù hoạt động di chuyển này có sự phối hợp của lực lượng phòng vệ Israel, đoàn xe đã bị tấn công khi đang rời khỏi nhà kho Dei Anbala sau khi dỡ hơn 100 tấn lương thực viện trợ nhân đạo được đưa đến Gaza bằng đường biển. Giám đốc điều hành của World Central Kitchen, Erin Gore, nhấn mạnh đây không chỉ là cuộc tấn công nhằm vào tổ chức này, mà còn là cuộc tấn công nhằm vào các tổ chức nhân đạo trong tình hình thảm khốc nhất khi thực phẩm được sử dụng làm vũ khí giao tranh. Ông khẳng định điều này là không thể tha thứ được. Thông báo của World Central Kitchen nói rõ các nhân viên cứu trợ thiệt mạng thuộc nhiều quốc tịch, trong đó có Australia, Anh, Ba Lan và một người mang hai quốc tịch, Canada và Mỹ. nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại